Cái này lúa Sơn Bắc xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay hai lúa tiếp tục đi câu cá tra nha các bạn. Hai lúa đi câu dọc theo con kinh nè các bạn ơi. Gài cá ụt ưa nó thưa quá các bạn. Hai lúa thấy có mấy con cũng ụt ụt đây các bạn. Giờ hai lúa ra cần câu thử có dính không nha các bạn. Cá các bạn ơi, cá bự các bạn ơi. Đã các bạn. Con ơi. Mới được có con. Cá mập chưa? Cá bành kia luôn các bạn ơi. Con đầu tiên luôn nha các bạn. Quá đã, tập lúc à.
cá các bạn. Cái cha quá thì khủng, dịch sảy luôn các bạn ơi. Quá trời, nãy giờ nó ụt đó, hai lúa thảy lên đó có một cục mồi nó ăn, dịch sảy luôn các bạn. Cá còn bự hơn cá này nữa. Giờ hai lúa gì dời lên đó trâu thử nha các bạn. Cá chà bá luôn. Đây là dịch không dính đó các bạn ơi. Dính cái cây lên mà tưởng cá không. Dính đâu cá khủng rồi. Hai lúa phải dời lại đắng mới được. Nó ụt nãy giờ mới ra ăn nè. Ăn để mà giật không dính các bạn, lôi quặt một câu luôn. Đây các bạn, mình mới xảy cá tra bự ở đây nha. Hải nó ụt đó, đó. Quá trời hơn cá tra giật. Vậy mà mình giật không dính đó chứ. Cần câu này nó gì quạt đọt luôn các bạn. Không biết nó ăn nữa không à. Đám gừa nữa các bạn. Cha chà bá luôn. Cá đang ăn các bạn ơi. Lên cá các bạn ơi, không biết bự không. Thấy cũng nặng các bạn ơi. Cá không biết bự không, thấy chụp lên cũng ụt. Chà bá cá rồi các bạn ơi. Nó hãy mà mình mới xảy rồi các bạn. Cá bự kìa các bạn ơi. Quá đã các bạn ơi.
cá khủng chưa các bạn? Đấy, hai lúa mới dịch sảy nha các bạn. Nãy nay quạt đọt đi câu luôn các bạn. Quá bự cá luôn các bạn. Hai lúa mới dục hồi là nó quất rồi nó bị gọt rồi. Mình câu này là cong luôn các bạn. Mình giật lên cái cây mới đọc chứ. Tức cá thì chứ. Giờ mới dính các bạn. Cái bự không? Quá trời đã luôn các bạn. Hai con bành kia các bạn. Để mình quay cho các bạn coi nha. Nãy câu vô mánh rồi các bạn ơi. Cá khủng luôn các bạn. Nãy tính đâu là giật cái đó là sảy là không bắt được nó nha các bạn. Cuối cuộc là mới thảy xuống nữa ra nó quất rồi. Cá chà bá luôn. Đó, mới giật sảy nó đó đó. Nó ghi mà câu này mà liệt đọt luôn á. Mà giật lên nhánh cây. Nó nóng chạy lại đây nè. Chứ đâu có bán. Đâu đi câu đây. Con ngoài cánh ngang nè. Cá này ký mấy chú? Bự chà bá không? Mới sảy nó đó giật sảy nó đến đâu là nó nhát rồi nó không ăn rồi. Cuối cuộc là đây thấy chừng phút là nó lụm rồi. Đổ nước vô tới trong rồi. Cá bự khó lấy lưới câu à. Cá này ký mấy? Cá ký ba. Cá đang ăn các bạn ơi. Thịt cá các bạn ơi. Cá thì nhỏ các bạn. Con cá này cũng được các bạn ơi. Đây, cá mình mới câu được các bạn. Trong phao luôn các bạn ơi, lúc luôn. Cá mập quá các bạn, nhỏ mà nãy giờ mình câu được 3 con luôn các bạn. Giờ mình đi tới điểm mới luôn các bạn. Đây ngồi cá 10 phút mới dính được con nhỏ này các bạn. Cá lúc về mập quá. Rồi mình đi tới điểm mới quay cho các bạn coi tiếp nha. Mà cái giò không có nuôi. Mà được cái giò nó vô ha, đẻ gì nuôi. Mệt. Ngay đó. Dạ, sao?
nhỏ mới là tập xe viết rồi chạy ai à? Chạy viết rồi ăn luôn ai à? Giờ sớm mất mau chứ hả? Bóp cái gì? Đập gấp mà đi đám không kịp nồi trời mám không có con nào nữa nãy giờ không thấy con nào nữa vừa đất nhà không heo luôn chứ thấy xích lên đây nè, thấy đâu bút chiếu như vậy. Lên đó mình đụng hàng. Con cá các bạn ơi. Biết bự không nữa. Nhỏ quá. Ừ, cây luôn. Lên cá mập ú luôn các bạn ơi. Cá nhỏ mập quá trời các bạn ơi. Quá trời cái bụng luôn. Nay nè câu được 4 con cá tra nha các bạn. Có con này quá trời bự luôn các bạn ơi. Nay câu cá bự rồi. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.